Từ nay mấy ngày rằm á, chắc mình không cần phải mua chuối để thắp hương nữa đâu. Vì mình đã trồng được mấy nải chuối mà cưng ơi là cưng luôn rồi nè. Nhà mình á thì mẹ cũng hay cúng bằng chuối. Nhưng mà cái hồi mình còn đi làm ở công ty á, thì chuối là loại trái cây đứng đầu tiên trong danh sách không được cúng ông thần tài thổ địa đó nha. Mình nghe nói chuối là trong từ chuối duỗi, có nghĩa là đi thẳng xuống đất mà không có phát triển được. Nên là mấy nơi làm ăn kinh doanh á thì sẽ kiêng loại quả này. Ui, mà cái này chắc cũng quan niệm của tùy nơi nữa thôi. Mẹ mình cũng bán hàng á mà cúng chuối hoài ăn không kịp luôn á. Tới bây giờ á, mình nhìn chuối còn không có cảm xúc luôn mà. Nhưng mà tự nhiên nhìn qua mấy cái nải chuối mini này lại cưng không chịu được, làm chè chuối mà không có chuối, rồi lại theo công thức của chè khoai dẻo nữa là sao? Là tại vì mình mua khuôn về xong rồi mình vét tủ lạnh làm luôn đó, mà cái màu vàng tự nhiên của bí đỏ nhìn cũng đẹp quá đi nè. Sau khi luộc lên á, màu tươi ơi là tươi, nhìn y như chuối thiệt luôn. Ăn chuối thì dai dai dẻo dẻo, nước chè ngọt thanh của đường phèn, béo béo của nước cốt dừa, thêm mùi thơm của lá dứa nữa, ăn hơi bị đã luôn nha. Chỉ cần ăn tầm chục nải chuối này thôi là đủ no căng bụng rồi nè.